Chào các bác nhá. Hiện tại thì Xuân Thiệu và mấy anh em đang có mặt tại thị trấn Mèo Vạc các bác nhá. Hôm nay thì chính thức là sẽ mang em quay thú này về bản để mà nhai đá các bác nhá. Hôm nay thì cũng tiện một cái chuyến xe để mà chở luôn cái cửa cho dàn và đó. Cửa hiện tại cũng đã xong rồi các bác nhá. Đây. Thì cũng có mấy anh em ở trong bản hiện tại đã ra đây rồi và cũng chuẩn bị cho em này lên xe chính thức về bản. Nấu thứ thế nào? Hả? Em gì trực tiếp test để xem là nó nổ nhưng mà có chuyên gia ra đã thẩm định. À tháo ốc rồi hả? Rồi rồi. Nhưng mà có đồ của nó đâu? Đồ của nó đây. Được tí nữa cho anh ấy trở về. Anh ra đây tôi chẳng nổ rồi sao? nhưng mà có muốn có chuyên gia để thẩm định qua cái xem là như thế nào. Bây giờ tháo hết ốc rồi này, nó bảo nào hết đi. Nổ rồi. Thẩm định sau rồi. Thật tay nhá, không buông đấy, buông là mẹ gãy chân đấy. Cái đời tạt tạt. Không sao đâu, chúng biết ngay mà. Cẩn thận em chở đón hộ chỗ em dê kia đi. Rất là nặng, do là nó rất là nặng nên là phải tháo rời ra hết các bác nhé, không thì không thể khiêng được. Nặng nhất là cái thằng máy nổ này. Em máy nổ này thì phải buộc vào thì mới được, không thì nó lộn đấy nhỉ. Máy nổ úp vào đây. Xong rồi lấy dây chằng vào. Đúng rồi. Nào. Đấy, em tới đây em quay thú này về chỗ bản Đoàn Kết để mà nhai đá các bạn nhá. Bốn người này thì cứ đi, cứ ra đây đi. Nào, ra đi, cứ ra từ đầu đi. Chờ sáng này. Nặng nhất là cái đầu này thôi. Để nói không rồi nó bẹp cái tắc tê nhá. Cái này nó dài. Hả? Cái này nó còn cao. Cao hả? Cao rồi. Rồi, lên rồi. Đấy, sợ nhất là anh này thôi. Cái này phải quay. Quay hả? Quay thì nó mới vào đây, nó mới không bao giờ bị méo cái này. Đấy. Không, cậu béo. Không là béo vỡ đấy. Rồi, lót thế rồi. Không phải lót. Đấy, khâu cho cái tấm đệm vào đấy. Đúng rồi. Chèn vào đấy thì tuyệt vời rồi. Quái thú đấy. Lấy cái dây để chằng vào, không đi sóc nó lắc. Cho mấy lít nhất nữa nhỉ? 10 lít nữa. 5 lít trước đã, 5 lít trước đã. 5 lít trước kìa. Hết lại lấy. Nhất này nó có phải hả? Đổ 4 lít máy kia là 4 lít à? Nhưng mà ở trong kia nó phải có rồi chứ. Có ít lắm mà thua đâu. Bây giờ đổ khoảng bao nhiêu lít nữa thì vừa? 4 lít. 4 lít nữa là được à? Máy này 4 lít đấy. Đấy dư mấy này dư 5 lít thôi mà. Cứ buộc vào thôi nha, không lộn xuống là nó. Ý là bây giờ 4 lít vào là đủ gì không? À vâng. Ra trơn nhá. Đổ ra trơn gì? Trơn một ngày đấy. Một ngày à? Thế thì bây giờ về làm ngay là tải là mẹ hay là hỏng nghĩa sắc mang bê tông đấy. Bây giờ là về nổ ra trơn. Nổ ra trơn từ giờ đến mai là được chưa? Nghiền được chưa? Nhất là phải có từ bây giờ đến tối. Nghĩa là từ giờ đến tối. Đến tối cho nó đủ canxi thôi. Phải có cà lê các thứ chứ. Cà lê nó có một cái cà lê 8, con lê này gì để được. Thế thì lấy cái hộp đồ kia về làm cái gì? Thế thôi nó gì cho nó phải có cà lê máy nổ, nó phải có cà lê các thứ đồ đi theo chứ. Nó chỉ có những cái cà lê này thì anh không có cả con lôi cà lê vặn cái gì nhỉ, bánh đà các thứ chứ. Cái cà lê này nó chỉ zin này thôi. Nó phải có đủ chứ, bây giờ máy nổ máy nào nó chả có như thế. Bảo sáng ấy bảo người xuống để mà chuẩn bị chuyển xuống chứ. Đấy, bây giờ đã gọi là bốc xong các bác nhé. Rồi bây giờ cứ đi vào chỗ quan sĩ kia nhé. Quan sĩ xong em này nó đi theo thì nó chỗ mà điểm trường ấy. Điểm trường quán xí ấy. Mà mở cái đít ra, mở cái đít ra. Đó. À, đây nhà của bác hiện tại thì xe đã chở vào đến gọi là đường rẽ lên Bản Đoàn Kết rồi, lên núi rồi. Nhấc cái máy xuống ở cái đồng nghiền ấy chứ có vướng không? Nhấc cái khung ra trước. Khung này. Cái khung phải nhấc ra trước. À. À đấy, thế đỡ phải cọc đầu. Cho hẳn phía trên đi em ơi, cho hẳn phía trên. Đấy, đây là cái bộ sàng to của bác nhá. Cái này đổ bê tông phải lấy cái sàng này phải mua thêm đó. Thì theo bộ máy của họ thì chỉ có cái sàng nhỏ thôi, nên là cái sàng này mình phải mua ngoài nhé. Để về nghiền sỏi to để mà đổ bê tông ấy. Do là cái bể nước này mình còn phải đổ đáy này mới đổ thành, chủ yếu là đổ bê tông thôi. À, 3-4 người có được không? Ấy vào đi, chơi ấy vào đi. Nhưng nhìn thế, và xuống mỗi người một chân một tay cho nó nhẹ đi. Cứ đứng nhìn thế, nặng thì phải mỗi người một tay chứ. Bán đi, bán lôi ra đi à? Cái đầu này là đầu nặng nhất đây. Đó, cái đầu này của nó phải hơn 2 tạ cơ. Mấy người xuống dưới trước đã. Hả? 180 cân á. Chắc vào nhà nặng, bám đầu đây, bám đầu kia đi. Rồi, tào lạ. Bây giờ khiêng việc kiểu gì được? Bây giờ phải 4 người khiêng mới được chứ. Ôi cái đầu kia không được đâu. 2 người khiêng được á? 2 tạ. Ôi ôi. Thôi 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 thôi, đứt đấy, cái dây đây không ổn đâu. Cái dây đây không ổn đâu. Ui, thôi 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 thôi, đừng chơi dại, đừng chơi dại. Thì nó sụn hết cả lưng bây giờ. Cái đồ này về trước đây, dầu mới lại cái sàng mới lại cái dầu về chân nhà trước đấy. Còn cái này này, cái nào chở được xe máy thì chở, không chở được thì mình sẽ khiêng. Nhưng cái đầu nổ này mình phải khiêng rồi. 4 người thì mới đi được. Cái đồ đạc ở trong thấy hẳn nó vào không có rơi hết nhá, cà lê các thứ, đồ nghề để mà còn vặn. Đây, đây nha các bác, đây là cái cửa chỗ của em Vạc ca đây. Đó, hôm nay thì cũng đã xong rồi, tiền chuyến xe thì chở một chuyến vào đây để mang về trên nhà. Nếu mà có lắp được ngay thì lắp, không lắp được thì có thể là ngày mai mình lắp các bác nhé. Còn hôm nay thì ưu tiên vận chuyển cái này về trên bản trước. Đó, những cái gọi là quái thú nhai đá này. Cái này nếu mà dỡ ra thì phải đánh dấu nhá, không rồi nó ngược đấy nhá. Thế này, cái này có thể là nhấc ra được riêng đi, từng cái nào tháo rời ra được thì sẽ tháo. Ốc đâu? Còn còn một ốc này ở đâu rồi? Ờ, đấy, cầm đi, em cầm đi, không thì rơi mất. Rút hết ốc ra đi. Có rút được không? Máy đổ về đây thì mọi người cũng rất là khá lạ. Khá lạ à? Bác về hả? Đấy. Đây này, chờ cái hộp này là được em ạ. Cho nó cân vào, không thì ấy đấy. À, lại xoay như thế à? Xoay cái đằng mặt phẳng ấy vào lưng ấy để mình cho nó dễ. Như thế không ngồi được đâu. Quay cái mặt này này, đấy, quay vào đấy, đấy, đúng rồi. Cái này hơi nặng nhá, đi cẩn thận đấy nhá. Hả? Có để được không? Ừ, đấy. Cái này đi đường rừng nó khó thì phải đi cẩn thận mới được các bác. Đây này, còn cái đầu nghiền này nữa, cái này thì hoặc là sẽ dỡ ra từng phần một đó, tại vì là nó cũng rất là nặng, sợ là chở không được ấy. Đấy, cái gì kê vào em ạ, không thì đứt ra dây chun đấy, tại vì cái dây chun cái cạnh nó sắc đấy. Đấy, cái bìa cắt tông kê vào. À, chở hai cái cửa sổ trước à? Cái to kia chắc phải khiêng nhau đấy, không thì hơi nặng ấy, nếu mà một mình gùi chắc không gùi nổi đâu. Đi cẩn thận nhá. Đấy. Đấy, đây. Giờ tháo rời cái lõi nghiền này ra. Cái này chắc phải gần tạ đấy nhỉ. Đi cẩn thận nhá. Thế không có dây thừng ở cái dây vải này có chắc không? Thoải mái á? Thế phải nhiều vòng vào mới được. Anh thấy cái vải này. Hả? Cái vải này nó không chắc bằng cái dây thừng ấy. Không có cái dây kiểu như là kéo cầy bò ấy, cái dây về cầy nương ấy thì chắc là mới chắc đấy. Ồ, em chủ yếu em vòng qua dưới đi em ạ, để ý nhá, không buộc vào những cái GTO là nó bị gãy bị đứt đấy nhá, cái GTO dầu ấy. Vòng qua dưới chân đi, không thì nó cho nó chắc vào. Cái dây này nó nhỏ thì mình cứ quăng đi quăng lại nó nhiều vòng vào cho nó mới chắc được. Thử nhấc cái đã, thử nhấc lên xem là nó có ổn không đã. Nhấc lên. Từ thôi. Ấy da. Được không? Như thế được không? Anh sợ cái dây này mình buộc nó không chắc chắn lắm ấy. Đi để ý nhá. Nếu mà nó hiện tượng cái là mình phải đặt xuống nhá. Đừng để nó rơi là hỏng hết đấy. Hả? Cái gì đấy? À, mua cái gì nhiều thế? Kem à? À ừ, được rồi, mang về đi tí nữa ăn xong được. Lấy cái hộp này về em ơi. Vợ chở. Cho cái hộp kia vào cái điệu nhá, để điệu về nhá. Nước lạnh à? Lạnh hay là không lạnh đây? Cái này lạnh anh ạ. Được rồi, mang về để tí nữa anh em đi dọc đường thì được uống. Đấy, mua mấy gọi là mấy chai nước ngọt. Để tí nữa anh em đi đường được nghỉ giải lao thì uống của bác nhá. Đó, do là cái này hôm nay trời cũng là oi nóng ấy. Với lại cái này nó rất là nặng luôn. 4 người thay nhau được không? Thay nhau thôi. Từ từ nhá. Từ từ thôi, má thôi. Ây da. Đấy, vừa đi vừa để ý nhá, em đi sau em nhìn cái dây này, chủ yếu cái dây này nhá. Đó, tao ạ. Cái cây này anh thấy yếu lắm. Để ý cái cây nha, nó kêu hiện tượng cái phải thả xuống ngay nhá. Ôi, cùng nhau lên đường. Còn cái giá này em có chở được không? Hả? Chở ngang đi á. Hơi khó đấy nhỉ. Nếu mà nó ấy thì khiêng thôi, cái này cũng phải 2 người khiêng mới được. Thế đi cùng anh em để hộ trước đã, còn cái giá này. À, đi nặng đến đâu thì nghỉ đến đâu thôi nhá. Cái này rất là nặng của bác. Mỗi anh em cũng phải gánh độ khoảng 5-60 cân trên vai. Đó. Đó. Nặng quá nhỉ. Hôm nay lại được cái nắng nữa. Thì đến chỗ nào nó râm thì ngồi thì nó được mát. Xem nó có kẹt vào đâu không? À, cái đây không sợ đâu, không lo đâu. Chỉ sợ nó những cái tiêu dầu kia, để những cái chỗ đấy thôi. Đó. Rồi, lấy nước cho anh em giải khát á. Pha vào lấy nước cho anh em. Đó. Không phải đơn giản tí nào cả. Chưa thở được. À, chưa thở được. Nó đang mát. Cứ phải vừa đi vừa nghỉ này chắc phải 4-5 trận nữa thì mới về đến nơi được cô bác ạ. Đấy, đợt trước thì chỗ nhà em vào kia thì đội thợ đó thì cũng gọi là nghỉ 4-5 lần thì mới về đến nhà. À. Uống sao cũng phải dùng mình chứ. Đấy, cho anh em uống giải khát đi. Áo giày thế vẫn chưa được à? Vâng. Xưa, toàn xưa. Toàn xưa. Giờ này béo múp ra xưa cái gì nữa. Nào, cố lên. 1, 2, 3. Góc em dê này khả năng thấp hơn rồi. Đấy, được rồi. Cái này do là cũng chỉ đi được 4 người, 2 người trước, 2 người sau thôi. Còn lại phải thay nhau các bác nhá, không thì nó cũng kiểu như là vướng, không thể đi nổi. Đó, em trai này đi cùng đi. À, từ từ thôi. Đó. Cố lên, sắp về đến nơi rồi. À, nghỉ á. Thế thì chỗ bằng đã. Đấy, đỡ cùng nhau đỡ đi. Ồ. Đau vai á. Cái cây nó tròn đúng không? Cái này, nặng này nó càng đi nó càng chìm xuống. Hôm nay được cái lại trời nắng nóng ấy. Hôm qua lại mát trời ấy nhỉ. Hôm nay là chuyển quái thú về bản này thời tiết này không ủng hộ. Đấy, rất là nắng oi các bác. Nên là anh em cũng rất là mệt mỏi luôn. Hả? Kiểm tra lại cái dây xem nào. Xem có xiết xiếc gì không, có hiện tượng đứt điếc gì không. Thế này phải bảo có anh em nào để đi học sửa chữa mới được. Để... Có người biết rồi. Hả? Trong mấy anh em này có ai biết chưa? Có rồi. Anh biết rồi. Anh Vinh biết rồi gì? Anh Vinh có tay nghề đi học rồi. À. Có bà lái rồi. Có bằng lái rồi hả? À. Thế thì tốt rồi. Anh Vinh với lại trước em cũng từng học qua cái này nữa. Học qua cái này hả? Tích tông rồi là mọi thứ, biên mọi thứ. Rồi là cũng nắm được sơ bộ gì. Đấy. Nắm được qua rồi. Thế thì mang về trên này nhá. Như thế này thì ai hiểu về cái máy này thì mình sẽ quản lý và vận hành thì nó mới tốt được. Đấy. Đấy này là sẽ giao cho em Dĩa với lại em Vinh, đại diện bà con ở trên Bản Đoàn Kết là quản lý cái máy này các bác nhé. Đó. Cái này chứ anh Vinh với em cũng từng đi làm thuê nghề máy đá lớn ở trên cái khu người ta hay nghề máy đá để bán ấy. Thế là mình cũng xem người ta làm mà mình biết gì. Cũng, bà con cũng có đi làm với nhau nên là bà con tổ sửa. Đúng rồi. Nên là mình cũng tầm sửa. Cũng tập sửa cũng biết rồi. Thế thì tốt. Đấy, cái máy mới này mình phải để ý một chút. Đó. Tại vì là mình mới mang về hoạt động cái này cũng chưa biết nó có trục trặc gì hay không ấy. Thế nhưng mà mình cũng phải vận hành nó đúng kỹ thuật thì nó sẽ mới bền lâu được. Đấy, anh em uống nước đi. Cái này cái con quái thú này phải biết cái chăm sóc đấy. Đúng rồi, nó khác gì người yêu nhỉ. Không khéo người này giận thì chết dở. Đúng rồi, giống như kia động vật phải biết cách xử lý nó. Đúng rồi. Cũng phải biết gọi là nịnh nọt tí mới được. Anh Dĩa thì chắc là ok rồi, ok rồi. Nào anh em lại tiếp tục công việc. Vừa đi vừa nghỉ mới được. Từ từ cùng nhau nhấc lên mới được. Nào 2 3 rồi. Đó. Đi từ từ thôi nhá. Ô cái này bên này sao nó nghiêng thế? À? Bên này sao nó nghiêng thế nhỉ? Được rồi. À đi như thế, đi vướng nhau có đi được không? Hả? Anh sợ vướng nhau ấy. Thay nhau thôi. Đó. Đi đằng trước, một người đằng trước cho nó được đều. Đấy, em chơi vào đằng trước đi. Đấy. Rồi. Tao ấy. Được rồi. Thế nào? À, đi đâu ấy? Anh ngồi xe. À ngồi xe á? À. Sắp đến đâu rồi, mọi người cố lên. Một đoạn nữa thôi. Đó. Cuối cùng cũng gọi là lên đến đỉnh rồi các bác nhé. Còn một đoạn nữa thôi. Đây, cái bãi đá ngay kia rồi. Đó. Ồ, Hà Nội. Đấy, được rồi. Rất là nặng nên là đổi người thì cũng rất là khó nhé. Đấy, mỗi lần đặt xuống thì mình nhấc lên thì cũng vất vả nên là cứ đổi trên không thế này thôi các bác ạ. Đó. Cái ấy lên. Hả? Phải kê lên à? Được rồi, tao. Đổi vai. Quá vất vả các bác. Tao lại. Nó có mà chả đam à, nhà tôi chặt đấy ạ. Rồi, sắp đến nơi rồi. Rồi, đến rồi. Cho vào phía trong gần bãi đá luôn. Đằng nào cũng ấy, sao tí nữa đỡ phải nhấc. Đó, đấy nhá các bác. Máy nghiền thì đã mang lên trên này rồi. Còn cái giá máy nữa thôi. Đó. Cùng nhau đỡ. Tào lạ. Được rồi. Ồ, vất vả. Quá mệt. Cuối cùng cũng đã về đến bản. À, xem xét có vấn đề gì không? Ổn thỏa. Thế là ngon rồi. Đấy, nắng cái này thì còn cái giá nữa đúng không? Còn cái giá nữa mới lại mấy tấm cửa nhà em vào nữa. Ở đây bên quán này họ có gà bán không hả gì? Có anh ạ. Có hai cái quán bán gà. Thế thì em đi xuống đó mua lấy 1-2 con gà về để làm cơm cho anh em nhé. Đấy, hồi sáng nay thì cũng vội bốc máy, cũng đi theo xe, cũng không mua ở ngoài huyện vào được. Đấy, vào đến đây thì sẽ gọi là Xuân Thiệu sẽ trích một ít quỹ làm bể nước để mua cho mấy anh em con gà về làm cơm và nước nôi các bác nhé. Tại vì anh em cũng rất là vất vả, như các cô các bác thấy mang được gọi là cái đầu nổ lên trên này cũng cả một cái vấn đề rất là vất vả và tốn nhiều công sức. Đấy, nên là sẽ trích quỹ mua cho anh em 1-2 con gà để về làm cơm để cho anh em dùng các bác nhé. Đó, đây là cái đầu nghiền đây. Đó, cái đầu nghiền này thì phải tháo rời ra thì mới được. Đó, cả đây. Đây là cái gọi là sàng, thì cái này phải mua thêm các bác nhé. Một bộ sàng mua ngoài là 1,5 triệu một bộ này. Đó. Còn cái là cái đầu nghiền, cái lu nghiền đây. Đó, sáng nay thì Xuân Thiệu cũng gọi là mua cái đầu này là 20 triệu các bác nhé, 20 triệu và mua thêm một số thứ nữa rồi, như là dầu mỡ này để tí nữa đổ vào máy và dầu diesel nữa về để cho nổ lốt đa luôn. Tại vì cái máy này phải nổ lốt đa thì nó mới bền được. Đó. Hả? Những cái thùng, cái hộp đồ sáng nay lấy lên chưa? Lấy. Hả? Lấy lên rồi anh ạ. Nút xa này. Lấy lên rồi. Lấy lên rồi. Đây, chỗ đá này cũng gọi là khá nhiều rồi. Đó. Cái này nhiều hòn còn to lắm. Cái này nếu mà nghiền thì phải đập lại, cái to nào to để lại đập thôi. Chỗ này cứ nghiền hết chỗ này đã. Nếu mà còn thiếu thì mình sẽ bổ sung sau các bác nhé. Tại vì là nó cũng được nhiều rồi. Bây giờ dồn về thì nó cũng rất là không có chỗ để nữa. Thế anh bảo gì ơi? Đấy nhá. Thì hôm nay thì cố gắng chuyển cái máy này lên, xong là tí chiều lắp vào để mà nổ đốt đa nhé. Thì mai anh sẽ về quê mấy hôm. Tại vì anh có việc ở dưới quê là anh phải về quê. Mấy ngày anh mới trở lại đây được. Nên là mang cái máy về này thì anh sẽ giao cho em quản lý nhé. Bảo mấy anh em là cứ chịu khó để ý một chút. Tại vì cái máy mới mình trong quá trình mình làm mình phải để ý một chút. Đó, thì hôm nay nổ thì mai sẽ tiến hành nghiền luôn đúng không? Thì cứ cố gắng bảo bà con như vậy nhé. Bố bảo là bây giờ có cái máy nghiền về đây thì bố sẽ lấy cái tấn bạc ra đây mà ngủ trong cái máy. Phải trông đấy, tại vì ở đấy anh cũng rất là sợ. Như là người ta thấy người ta ghen tị, có thể là người ta chỉ thả cái gì vào cái động cơ kia là lại hỏng bét ngay. Là mình không có cái mà làm nữa. Nên là những cái này của các cô các bác có hỗ trợ cho mình thì mình phải có trách nhiệm, mình quản lý. Đó, sử dụng thì nó mới được tốt được. Sẽ bảo hai bố con mình là ngồi ở đây. Nhà bây giờ thì em anh đưa cho 300.000 nhé. 300.000 em chạy ra quán kia mua lấy được 2 con gà chưa? 300.000 thì được bao nhiêu con gà? 2 con chưa? 300.000 thì được 2 con. Thế thì đi mua về để tí nữa làm cơm cho anh em luôn nhé. Thì hôm nay thì cũng gọi là vội vào đây, cũng thật Xuân Thiệu cũng không mua được nên là sẽ ra chạy ra quán mua lấy 2 con gà về làm cơm cho anh em ăn. Đó thì sáng nay thì cũng gọi là mua tiền nước đi hết 100.000 rồi. Thì hôm nay thì sẽ trích cái quỹ là 400.000 ra, vừa mua gà vừa mua nước cho mọi người ăn. Đó, thì tại vì là cũng rất là vất vả anh em. Nên đây thì làm thì nó cũng cố gắng rồi. Hôm nay là trời rất là nắng. Đây, 300.000 nhá. Thì đi mua về cho anh em nấu cơm, làm ăn luôn. Có ai ở nhà chưa? Có vợ ở nhà. Vợ mẹ. Thế thì lấy về xong là bảo anh em một người về mà chuẩn bị cơm nước trước. Xong là đi lấy nốt cái giá kia về nữa. Thì lắp vào nổ thử đã. Đúng rồi, cũng không phải đơn giản. Thế bây giờ cái giá máy kia đi chở xe máy được không hay là phải khiêng về? Còn cái cửa nhà em vào nữa, đây này, cửa cũng phải lấy về hết mới được. Thế thì bây giờ nhá, bây giờ anh em mỗi người một chuyến quay lại đi. Bằng này anh em khả năng là lấy cả cửa với cả cái giá máy thì cùng nhau khiêng về cho nó được nhẹ nhàng. Chứ còn cái cửa như nhà em vào cũng không chở xe máy được đâu, nó dài lắm. Nó dài lắm thì... cũng dài lắm. Hả? Cái giá máy đúng rồi, chở xe máy nó vướng ấy. Như là cái giường ấy thì mỗi lần anh em chở giường về nó còn phải vác về ấy. Mỗi anh em chuyển thế thì em đi mua gà, về làm cơm. Mua đâu? Đấy, bây giờ mọi người là tiếp tục là đi lấy nốt cái giá về và về làm cơm thôi. Nhấc cái đấy về đây đã, lắp vào đi. Đấy, lắp cái này vào mới là nhấc cái này vào trong đã, không để ở dãy đường này. À, cái con nóc này. Con ốc nào thì lấy về. Cái những cái thùng cái can dầu đâu. Chỉ con cái can dầu là vừa nãy lấy vào nhà thôi. Ừ. Để ngoài này nó không an toàn. Đúng rồi. Cái thứ này nặng đấy. Hay sao? Đi giỏi ghê nhỉ. Dựa nó vào. Nào đi ra không vào người đấy nhé. Lấy nước cái gì? Lấy ra. Ôi ôi ôi. Ồ, thế còn can nhớt đâu? Hả? À lấy về nhà rìa rồi chứ. Chưa nhấc là được rồi. Mỗi người một bên thì mới nhấc được chứ. À, chân trống à? Ừ, đấy. Thấy cái xe nói không thì nhấc cái ra cái nó lại đổ xe. Ô, cái chân trống này doãng như là gì rồi. Trời nắng quá nhỉ. À, sao không có mũ để không đội vào? Không có mũ á? À, đấy. Ôi, ồ, tí nữa đổ cả xe. Rồi, tạo lại. À, đi đây lấy ốc xuống đi để chuẩn bị nhấc lên nổ đi. Vác can nước cho nó. Cái này mình cứ lắp ra xong mà anh đổ không thì nặng lắm. Ôi không nghịch. Đấy, tạo lạ. Cái này bằng này người có khiêng được không? Nhấc lên được không? Ba người chắc không được. Giờ là đuối. Tầm bụa. Bộ vào đấy á? Nhấc lên á? Nhấc lên nó mới khớp vào những cái chốt này. Đặt lên xong mình bẩy chứ, bẩy đi vì lại nó khắc chuẩn mà. Kiểm tra rơi nhất đi. Em kiểm tra nhất thợ xem nào. Hả? Hả? Ba bốn người bốc cái lên lên được cái gì đâu mà. Hả? Phải buộc cây vào á? Vâng, buộc cái để nhấc lên nó mới tiện anh ạ. Ba bốn người thì gọi là nhấc cái máy này nhấc cái lên được ngay. À đấy, nắng quá thì mò ra đây làm cái gì nữa. Quay cái đằng này em chở kia sang bên kia. Đúng rồi, đấy, đấy. Mọi người đỡ đầu khả năng mới được. Ấy. Em chờ đỡ đầu đây, đỡ đầu đi. Ấy da. Từ từ thôi, đấy, đấy. Táo ạ. À, được chưa? Đấy, đúng lỗ chân máy là được mà. Đấy, bây giờ mình bắt ốc vào cho dầu đi, cho dầu cho mỡ vào để mà nổ lốt đa trước. Đấy, cuối cùng là cũng gọi là lắp em đo đỏ này lên bệ rồi. Bây giờ mình cứ gá trong, em chuẩn bị xem dầu nhớt đổ vào đi. Chuẩn bị xong rồi cho nó nổ trước. Còn cái máy nghiền kia mình có thể để chiều mình lắp sau. Bây giờ muộn rồi, lắp cái này cho nó nổ xong rồi anh em nghỉ ngơi về để làm cơm, ăn cơm đã. Cũng muộn rồi các bác nhá. Bây giờ nó đã vào hơn 1 giờ chiều rồi. Đó, anh em cũng rất là cố gắng. Cho con lông đen vào dưới đi, to vào. Nhiều lông đen này cho 2 cái vào dưới đi em ơi. Cho nó cái chân máy nó là cái rất là phải chắc mới được. Kiểm tra nhất đi. Đấy, hai thợ chính kiểm tra nhất đi. Anh Vinh. Đấy. Như nào Vinh? Cái này hình như là không có đâu. Còn có ít thôi, cái đấy là nó nhất bảo quản thôi chứ còn mình phải đổ ngoài vào đấy. Cái này thì đổ bao nhiêu lít? Cái này 5 lít không hết luôn đấy anh ạ. Không hết 5 lít đâu, nó bảo chỉ tầm 4 lít thôi. Hơn 4 lít đấy. Cái đấy nó ở trong nó có sẵn rồi mà. Nhưng mà nó có ít thôi, mình phải đổ bổ sung chứ. Tránh ra hàng co kia. Tránh các bác các chú làm thế này. Hả? Cái này cái khóa dầu. Cái này lỏng rồi, vặn vào đi. Cái con ốc dầu ấy. Ốc khí ra sao? Hả? Cái kìa. Đấy, cái này úp luôn nhanh. Đấy, úp luôn cho nó nhanh. Bình này phải gần hết 1 can đấy. Bình này 1 can luôn anh ạ. Không dám quay à? Hả? Không dám quay à? Đi ra thôi, con này đi xuống nhá lên. Nổ. Phải cho cao lên mới được. Hả? Như thế nó có chảy được không? Do là cái can dầu nó còn đầy quá, em đổ nó sẽ ra ngoài. Đó, thì ra chưa? Tập quay đi mới được chứ để ra lên một tí nó mới nổ. À. Hả? Thôi để nó đổ ga lăng ti đã. Vặn hết ga chứ vào. Nắp đâu. Đó là. Thôi để nó như thế đã, để nó nổ từ đến tối đi. Đến mai đi nhá. Cứ đổ ga lăng ti thoải mái đi. Đấy nha các bác, cái máy nghiền này thì chiều anh em sẽ lắp sau. Đó, bây giờ nó cũng muộn rồi, anh em về nghỉ ăn cơm thôi. Đó, vừa mới cố gắng để lắp cái đầu nổ lên để cho nó được nổ, sau đó mình sẽ nổ ra trơn đấy. Đấy, để nổ từ giờ đến tối để ngày mai bà con là chính thức đi vào nghiền cái đá này các bác nhé. Cũng xin được cảm ơn chị Phương ở bên Mỹ rất là nhiều, chị đã hỗ trợ cho bà con một cái máy nghiền đá để bà con ở trên bản Đoàn Kết này tới này sẽ nghiền được những cái đá về để làm cái bể nước chỗ nhà anh Dĩa và những cái công trình khác nữa các bác nhé. Cũng xin được cảm ơn chị và chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nhé. Đó, cũng rất là vui. Hôm nay thì bà con cũng rất là khó khăn và vất vả để cố gắng mang được cái gọi là cái con quái thú nghiền đá lên trên bản. Đó, hiện tại thì cũng đã mang vừa được đến bản rồi. Cái nắp can kia đâu? Cắn dầu ấy, cái nắp đâu? Nắp này ai vặn ra để đâu rồi? Nếu mà chưa lắp được cái sàng này khả năng phải cứ cầm về đi em ạ. Đến lấy về nhà đã. Vì để đây sợ người ta đi đường người ta lại nhúc mất cái đấy để nó nhẹ nhẹ. Đó, những cái nặng thì mình có thể để lại các bác ạ. Đó. Đây nha cô bác, hôm nay thì Xuân Thiệu đã chi cái món đồ của chị Phương hỗ trợ cho bà con ở trên vùng cao này nhé. Cái bộ máy nghiền này là 20 triệu các bác nhé. Và một bộ sàng thì là 1.500.000 đồng. Đó, cái bộ sàng này thì phải mua ngoài. Đấy, và dầu nhớt này nữa, dầu nhớt này thì với lại 1-2 cái cà lê để về tới này nó có trục trặc gì thì mọi người được sửa ấy, là hết 500.000 và một can dầu với lại can dầu diesel nữa là hết 530.000 cô bác nhé. Và tổng cái số tiền hôm nay Xuân Thiệu chi thì là 22.530.000. Đó là mua cái bộ nghiền máy nghiền đá và những cái bộ đồ nghề rồi dầu nhớt các thứ về để tới này anh em ở trên bản đoàn kết này là sẽ tiến hành nghiền cái bột đá để về triển khai cái công trình chỗ bể nước nhà em Dĩa các bác ạ. Đó. Bây giờ thì nó cũng đã gọi là nổ xong rồi, anh em nghỉ ngơi về để dùng bữa tại nhà em Dĩa các bác nhé. Đó, có lẽ cái nội dung này Xuân Thiệu cũng xin được tạm dừng tại đây. Cũng xin chào và hẹn là các cô các bác ở những video sau nhé.